thật sự luôn là đối với cái luật lần này thì cứ lặp đi lặp lại như thế thì cảm giác giữa cái việc ở lại và cái việc đi về nó khá là mong manh. Và ngay bây giờ, Lê Thu Trang, hãy thực hiện quyền loại thí sinh của mình ngay lúc này. Trang nghĩ là vòng loại của chương trình này á đỡ sợ hơn những chương trình trước đang tham gia. Tại vì ở đây có rất đông người. Để có gì mình chia buồn với nhau luôn một thể. Muốn loại ai loại, chứ không liên quan tới mình. Trang biết rằng là các bạn đến đây, các bạn sẽ phải cố gắng rất là nhiều. Và hôm nay các bạn cũng là những người cố gắng làm thật tốt nhất có thể. Nhưng mà đến cuối cùng thì chỉ có một supporter giành chiến thắng. Drama tới rồi này. Không biết gì hết trơn nha. Và hiện tại team Trang đang chỉ còn một thí sinh. Và Trang cũng không muốn mình là người duy nhất có một thí sinh. Mình cũng không có lo lắng lắm cho thí sinh của mình. Bởi vì mình thấy là ở tập 2, Ân là thí sinh vào top. Những cái thí sinh có những bức hình đẹp. Thủy đánh giá cái khả năng của Ân khá là cao. Bạn có thể đi xa trong cuộc thi này. Cảm thấy rằng ở The Next Gentleman thì chuyện gì cũng có thể diễn ra. Và bản thân mình cũng không thể nào chủ quan được trong cái điều này. Vậy nên Trang sẽ không chọn loại team free. Lê Thu Trang là một supporter của team cố định. Lại muốn loại đi một thí sinh của team cố định. Trang sẽ lựa chọn loại team của supporter. Thu Trang sẽ dùng cái quyền loại này để loại một thí sinh trong team của Hương Ly để trả thù cho tập trước. Xin phép, xin lỗi Lê Thu Trang. Lê chọn Hứa Quý Long là người phải ra về. Vậy là Ly đã tự xác định Trang là đối thủ của Ly đúng không? Ở The Next Gentleman mà mình đâu biết ai là bạn và ai là thù. Và đương nhiên đội Hương Ly là người thua và Ly chắc chắn là sẽ có thí sinh ra về. Có chơi thì có chịu, vậy thôi. Và ngay bây giờ thì hãy đưa ra quyết định của mình ạ. Trong cuộc chơi này, người duy nhất mà Lê Thu Trang coi là đối thủ đó là chị Hoàng Thùy. Trước giờ khi tham gia chương trình, em vẫn luôn luôn thích và có thể được một lần thi cùng chị Thùy. Lê Thu Trang phán một câu xanh rờn rằng là Hoàng Thùy là đối thủ của Lê Thu Trang. Thực sự lúc đó mình thấy nó hơi xàm, nó rất là xàm. Bốn người kia nói chung là ngồi chơi thôi. Nhưng mà Lê Thu Trang quên rằng cái người ngồi chơi Hương Ly á, tập vừa rồi mới loại Lê Thu Trang xong đó. Vậy lên, rất xin lỗi Bảo Ân. Cảm xúc hiện tại của Thùy á, bây giờ nó khá là tức giận á. Wow, Hoàng Thùy cực kỳ bình tĩnh nha. Nếu đó là Vân hả? Chắc tập 2 lại xảy ra lần nữa rồi. Mã cuồn cuộn trong lòng, sóng gào. Thủy là ngồi kế Hoàng Thùy mà. Thủy thấy được hết những cái điều đó. Rất là bực tức và rất là kiểu bất lực á. Dạ, không sao chị, em cảm ơn chị. Không hề dễ, không hề đơn giản để mà loại đi một bạn thí sinh mà bạn ý đang cố gắng hết mình trên trận chiến này. Mình nghĩ là huấn luyện viên Thu Trang chọn vì sợ chị Hoàng Thùy. Sợ chị Hoàng Thùy sẽ chiến thắng và sợ chị Hoàng Thùy sẽ là đối thủ mạnh. Thử thách vừa rồi là cũng một phần lỗi do em. Do huấn luyện viên em cũng nhắc nhở rất nhiều nhưng mà em cũng hơi bị bảo thủ và cố làm những cái dạng nó khó. Theo đúng quy chế thì tấm này phải là 6 nộp. Em thực sự là xin lỗi supporter của em và xin lỗi chị Ly. Trong quá trình tập vừa rồi thì mình cũng đã cố gắng hết sức và cũng đã góp ý cũng như là chỉ bảo rất nhiều bạn trong team của Hương Ly. Bản thân mình bị loại thì mình thấy chưa công tâm cho lắm. Thực sự trong mắt chị thấy Ân rất là gentleman. Từ cái cách em cư xử đến giọng nói đến tất cả mọi thứ em rất là điềm đạm nhưng mà vẫn nhiều năng lượng. Và rất là đáng tiếc là ngày hôm nay thì quyết định của supporter chiến thắng đã được đưa ra. Hiện tại Trang chỉ còn một thí sinh duy nhất. Làm sao để thí sinh của mình có thể đi đến nơi xa nhất là điều mà Trang làm công tâm với thí sinh của mình. Và xin chúc Ân sẽ thật là thành công trên con đường sắp tới nhé. Và cảm ơn Ân đã tham gia chương trình. Bị dừng lại cuộc chơi hơi sớm thì mình cũng thấy nuối tiếc rất nhiều. Và theo mình nghĩ thì để mà trở thành con quân thì chắc chắn là team Hoàng Thùy rồi. Hoài Vũ cố lên.
rất là tiếc khi anh Bảo Ân phải ra về, và mình sẽ cố gắng làm sao để cho anh Ân hay chị Thùy đều cảm giác được là mình sẽ hoàn thành nốt những điều mà mọi người đang còn dang dở ở trong cuộc thi này. Cố gắng nha, cố gắng. Trời ơi, sao mà cảm giác này tưởng nghĩ là bình thường nhưng mà không ok thế nào nha. Anh là một người rất chăm chỉ, rất nghe lời. Và Thùy rất là tiếc nuối cái điều đó, bởi vì Thùy thấy được cái sự đam mê của thí sinh và thấy được cái sự yêu nghề của bạn. Cảm thấy là cái lý do mà bạn bị loại khỏi cuộc thi này từ một supporter khác là do Thùy, thì Thùy cảm thấy điều đấy nó rất là buồn đối với mình và rất là bất công đối với thí sinh đó. Bản thân anh khi đến chương trình thì mình cũng đã cố gắng, và mình cũng cố gắng từng ngày để mình có thể hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Và mình mong rằng mọi người hãy ủng hộ Ân trong tất cả những quãng đường mà Ân đi, ngoài chương trình hay trong chương trình, mọi người nhé.